Khi học bất kỳ cái gì cần phải có phương pháp thì nó mới nhẹ nhàng, nó mới làm cho học sinh kích thích cái sự hứng thú học được. Rất là nhiều đứa trẻ nó đã học rất là nhiều cái lớp khác nhau nhưng mà nó vẫn không thạo tiếng Anh được. Mùa hè này mà lại là dịch nữa, các con có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi như vậy thì làm sao để các con có thể có những cái hoạt động hữu ích. Tôi có kiến nghị với các phụ huynh rằng á, là chúng ta nên cho con học một cái kỹ năng gì đó thông qua online. Ví dụ như là vẽ nè, rồi chương trình học đàn nè, cũng có thể học online, chơi cờ vua, cờ tướng, hoặc là một cái loại ngoại ngữ nào đó ngoài tiếng Anh. Ví dụ như là tiếng Nhật, tiếng Hàn, vân vân. Và tại Tâm Trí Lực thì tôi cũng đã chuẩn bị rất là chu đáo cái chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường, và chương trình đã được sự ủng hộ của rất nhiều phụ huynh trên khắp cả nước. Siêu Trí Nhớ Học Đường là cái chương trình từ lớp 1 đến lớp 12 và có tất cả các môn toán, lý, hóa, văn, sử, địa đầy đủ. Và đặc biệt là Siêu Trí Nhớ Học Đường ấy thì là một cái bài giảng của thầy cô ở trường là 45 phút, nhưng một cái video clip mà các thầy cô ở Tâm Trí Lực giảng chỉ có từ 5 đến 10 phút thôi. Nó làm cho cái thời gian của con cực kỳ rất là tiết kiệm, và đặc biệt hoàn toàn là bằng sơ đồ tư duy, tức là nó gồm có hình ảnh, nó có màu sắc, cái từ khóa để làm cho con có thể nhớ được cái bài đó dễ dàng, và đặc biệt là có luôn cả tiếng Anh. Đấy, quý vị hãy hình dung là trước giờ thay vì con của mình nó phải học rất là nhiều chữ, đọc một tí là nó mỏi mắt, nó buồn ngủ. Còn bây giờ thì có hình ảnh, có màu sắc kèm với những cái từ khóa để gợi ý thôi. Và như vậy thì làm cho con học rất là nhẹ nhàng. Và đặc biệt là với cái phiên bản tiếng Anh thì con được học một bài giảng bất kỳ từ lớp 1 đến lớp 12, toán, lý, hóa, văn, sử, địa đều có tiếng Anh. Vậy thì khi con học như vậy thì nó sẽ giúp cho con nâng cao cái năng lực ngoại ngữ. Chúng ta hãy nghĩ về cái việc đó là chúng ta ao ước con chúng ta trở thành một công dân toàn cầu, tức là có thể nói tiếng Anh một cách tự tin. Nhưng chúng ta biết rằng là tiếng Anh thì cần phải có môi trường. Rất là nhiều đứa trẻ nó đã học rất là nhiều cái lớp khác nhau nhưng mà nó vẫn không thạo tiếng Anh được. Nó làm bài tập tiếng Anh thì 10 điểm, nhưng mà bỏ nó ngồi trước mặt một người nước ngoài thì nó lúng túng. Thì điều chuyện đó là do không có cái môi trường. Vậy thì Siêu Trí Nhớ Học Đường là một cái môi trường. Ngày nào con học, bất cứ bài học nào cũng có tiếng Việt đó thì được tóm tắt một cách gọn gàng. Rồi sau đó có một cái bản tiếng Anh vừa là đọc, vừa là viết, vừa là nghe, để làm cho con của mình có thể tự nhiên mà giỏi tiếng Anh. Đó là môi trường học Siêu Trí Nhớ Học Đường. Thì đó cũng là một cái chương trình rất là hay mà phụ huynh nên tham khảo.